một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả gia đình và fan góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Ngày 23 tháng 6 năm 2021. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 6 thứ bảy vừa rồi ở nước Mỹ những thành phố lớn có đông người Việt cư ngụ như là Houston Texas, Washington DC San Jose Orange County, vân vân, thì các quân binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không biết quý vị nghĩ như thế nào, nhưng khi tôi thấy cảnh các vị già nua sáu mươi mấy, bảy mươi mấy mà đi diễn hành thì tôi cảm thấy nhục nhã lắm quý vị thấy một cô gái trẻ đẹp từ cái tuổi 18 cho đến ba mươi mấy thì làm dáng rất là thích nhưng mà cỡ giống như mấy bài già sáu mươi mấy bảy mươi mấy mà làm dáng thì ai chịu cho thấu thì cái cảnh của các vì trong quân lực việt nam cộng hòa đó, mở ngoặt và đóng ngoặt chữ hào hùng diễn binh đó. ôm bụng cười không hết thôi quý vị thì uh, có những người uh, gửi email hoặc gọi điện thoại cho tôi nói rằng là chứ hoàng như hùng đã phản bội quân lực việt nam cộng hòa chả hiểu gì về quân lực việt nam cộng hòa chả hiểu gì về ngày quân lực việt nam cộng hòa thì tôi nói rằng là chứ lịch sử thì còn đó ai mà không biết nhưng mà đó những gì mà quân lực việt nam cộng hòa truyền và truyền cho những cái thế hệ như tôi để nhận lãnh đó, thì tôi không nhận nữa vì hiểu thấu được rồi Thì mới thấy sự nhơ nhớp của nó Thưa quý vị thì trước tiên tôi cũng xin nói sơ về cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên sử thôi Tức là trên cái sự kiện đã xảy ra đó Quý vị biết là sau khi mà đảo tránh ông uh, hai anh em ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu Vào ngày 1 tháng 11 năm, 2, năm 1963 Giết chết hai anh em đó thì hội đồng quân nhân cách mạng của của Việt Nam cộng hòa lúc đó rất là xáo trộn hết nhóm người này lên nhóm người lên vân vân cuối cùng là ông tướng Nguyễn Khánh được một nhóm đại Việt suy tôn lên làm làm đạo ông Nguyễn Khánh đó Ông Nguyễn Khánh suy tôn được được suy tôn lên làm đầu thì vào ngày 16 tháng 2 năm 1965 với tư cách là cái người làm đầu của Hội đồng Quân nhân Cách mạng thì ông Nguyễn Khánh mới bổ nhiệm bổ nhiệm cho là ông Phan Khắc Sửu làm quốc trưởng. Các quý vị thấy là một quốc gia đó là quân đội thao túng toàn quyền giống như bên Mỹ mà nói về là một cái ông tướng mà đi bổ nhiệm trong tổng thống đó, thì bây giờ mình có nói là ông Nguyễn Khánh đã bổ nhiệm cho ông Phan khách Sửu làm cố trưởng rồi ông cũng bổ nhiệm cho ông Phan Huy Quát làm thủ tướng đó là vào ngày 16 tháng 2 năm 1965 tức là hơn một năm sau cuộc đảo chánh và ông Khánh lên nắm quyền thì là bổ nhiệm như vậy nhưng mà trong thời gian từ năm 1000, ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963 cho đến ngày mùng 2 ngày 16 tháng 2 năm 1965 thì chính trường miền Nam đâu có cái gì mà huy hoàng đâu xáo trộn hết ông tướng này tranh giành quyền lực ông tướng kia tranh giành quyền lực tướng Dương Văn Minh lúc đầu là cái người có công nhất trong quân đội làm cách mạng thì bị đẩy ra rìa Thấy không? một năm sáu trộn như vậy thế khi mà ông phan khắc sửu và ông phan huy quát một ông thì được lên làm quốc trưởng một ông thì được lên làm thủ tướng nhưng mà hai ông này đều là bù nhìn cho ông nguyễn khánh thì các vị tướng tướng trẻ lúc đó là tướng trẻ như là ông nguyễn cao kỳ đó và một số tướng như là ông nguyễn văn thiệu nguyễn văn thiệu mà lúc mà làm đạo tránh ông ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Du đó thì ông Nguyễn Văn Thiệu mới lúc đó mới là đại tá thôi, mới đại tá ở Ven Thành thôi. Nhưng bây giờ là muốn bẻ cho bon chen, chen chân cho nên đó là nhân cái cơ hội mà hiến trương Vũng Tàu đó, thì à, nhóm này họ họ làm cái nhóm quân đội đó, Đó là quân đội chứ không ai hết đó. Họ làm đảo tránh nhưng mà họ dùng cái danh từ là chỉnh lý, chỉnh lý, nào, chỉnh lý. Chỉnh lý và làm chính lý vào ngày 25 tháng 2 năm 1965. Tức là chỉ sâu sau mà chưa đầy 4 tháng bổ nhiệm cho ông Phan Huy Quát làm cố trưởng và ông uh, xin lỗi ông ông Phan uh, ông Phan uh, Phan uh, Phan khắc Sửu làm quốc trưởng và ông Phan Huy, Huy Quát làm thủ tướng đó. Chưa đầy 4 tháng nữa các bạn. lẽ thì có cuộc đảo chánh rồi. Cuộc đấu tranh là vào ngày mùng ngày 25 tháng 2 năm 1965 thì ông Nguyễn Khánh bị trút phế. Ông bị uh, lưu, lưu đày với tư cách là đại sứ lưu động ra nước ngoài. Đó. Chính trường miền Nam nó như vậy đó. Đa đảng gì đó họ gọi là dân chủ này nọ. Thế khi mà họ đẩy được ông Nguyễn Khánh ra ngoài đó thì uh, lúc đó là ông Phan Huy Quát làm thủ tướng ông phải cải tổ nội các ông phải uh, sắp xếp lại nội các đó thì uh, cái nhóm mà công giáo ở tại Hồ Nai này gì đó phản đối dữ dội họ không chịu không biết ai đứng sau nhưng mà xúi dục đó là là quý vị thấy ông tôn giáo ở đây là đó 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 họ cái đó là tự do tôn giáo là tôn giáo công giáo nói uh, là phản đối cho rằng là cái chính biến giết hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đó, là liên quan đến những người Phật giáo cực đoan như là như là Thích Trí Quang thế thì ông Phan Huy Quát ông không có có lập được uh, nội các ông không lập được nội các thì ông uh, ông ông nản và hơn nữa là ông đưa cái gì lên thì ông Phan Quốc Sửu lúc đó là tư cách là quốc trưởng á, là không có chịu phê chuẩn, thì cũng bằng thừa. Nên uh, ông không lập được nội các từ ngày 25 tháng 2. Có LRTB cuộc, LRTB. xin lỗi quý vị LRTB. chút xíu, không lập được nội các. Mấy tháng đó mà không lập được nội các, nên ông Phan Huy Quát, ông chán quá, ông mới từ chức vào ngày 11 tháng 6 năm 1965. Dân sự không làm gì nổi khi mà quân đội quá mạnh ở dưới họ muốn thao túng kiểu nào cũng được hết. Thì mấy ngày sau ông Phan Khắc Sửu là quốc trưởng ông cũng nản. Ông nản luôn ông cũng bỏ cái chức quốc trưởng bỏ đi. Là vào ngày 14 tháng 6. Một ông bỏ đi vào ngày 11 tháng 6 một ông bỏ đi thì ngày 14 tháng 6 cách nhau 3 ngày. Thì khi ấy trong quân đội đó là ông Nguyễn Văn Thiệu với tư cách là trung tướng là chủ tịch hội đồng quân nhân đó là họp bàn. Thì quý vị đã nghe cái câu chuyện là lúc đó họ lập ra là cái chủ tịch Ủy ban hành pháp. Cái chủ tịch hội đồng quân nhân á là trung tướng Nguyễn Văn Thiệu nhưng mà người các quân nhân lúc đó lại thích ông Nguyễn Cao Kỳ là thiếu tướng không quân mới có cái ủy ban hành pháp thì mới lập ra cái ngày quân lực để nói rằng là quân đội không những là ra chiến đấu ở ngoài chiến trường mà còn là lãnh đạo đất nước điều hành đất nước thì họ mới tổ chức ngày quân lực đầu tiên là ngày 19 tháng 6 năm 1965 tức là chỉ sau một tuần mà ông Phan Huy Quát Thủ tướng của miền Nam từ chức Quý vị cũng đã biết rồi Thời kỳ đầu thành lập quân đội là cái ngày quân lực đó Sau đó, đó quyền lực thực sự nó mới nằm ở trong cái chủ tịch ủy ban hành pháp Trung ương là ông Nguyễn Cao Kỳ Hơn là ông Nguyễn Văn Thiệu Nhưng như tôi có nói đó là Tổng thống Johnson, Lyndon B. Johnson của Mỹ khi tới Hawaii đã chỉ với các nội các của ông Tổng thống Johnson nói rằng là ông Nguyễn Cao Kỳ đó This is our boy Đây là con trai của chúng ta tức là đây là con gà của chúng ta Nhưng mà con gà này là cái con gà ăn chơi Very flamboyant không? Thì sau này đó Mỹ thấy rằng ông Nguyễn Cao Kỳ là một người không có sâu có hiểm không có ấy thì họ mới hỗ trợ cho ông Nguyễn Văn Thiệu và ông Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu ra tranh cử thì để cho ông Nguyễn Cao Kỳ đứng làm phó và ông Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống rồi sau đó đó là quý vị đã thấy rằng là chỉ sau một nhiệm kỳ thôi là họ hất luôn cả ông Nguyễn Cao Kỳ ra cái tinh thần ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa là một cái tinh thần sao là quân đội nắm quyền và thao túng chính trường Rõ ràng như, như vậy Họ nói là tổ quốc danh dự và trách nhiệm Nhưng mà cái tinh thần đó là cái tinh thần là đấu đá lẫn nhau Hội đồng quân nhân là đá ông Nguyễn Khánh ra Rồi hội đồng quân nhân làm cho luôn cả ông Phan Huy Quát không thành lập được nội các Dân sự không làm gì được hết Ở bên này thưa quý vị bắt cười cái là Khi mà ông thống tướng Minh On Hà Lan của Myanmar đảo tránh nắm quyền thì họ chửi bới họ đó là quân phiệt rồi này nọ đó, độc tài gì hết cái cảnh của Việt Nam Cộng Hòa đó là quân phiệt chứ còn cái gì nữa quân đội lên nắm thao túng giật dây giết tổng thống rồi đủ thứ đủ trò hết nhưng mà nó họ suy tôn cái đó thì tôi có nói với những cái người nói tôi là không biết gì về ngày quân lực tôi bảo tôi biết quá đấy chứ cái ngày đó là cái ngày mà đấu đá đậm tranh giành quân lực Tổ quốc danh dự và trách nhiệm chỉ là bình phong thôi Chứ còn đó là tranh giành quân lực phe nhóm Phe này được, phe kia không được Đá nhau, không còn một cái gì nữa hết Đất nước như vậy mà cho là sự tự hào à. Các ông á, tôi nói với họ đó Các ông chửi bới Thống tướng họ Minh ngon Hà Lan Là độc tài quân Việt Thế thì cái tinh thần của gọi là ngày quân lực á, Là cái ngày quân Việt đó thấy Chạy đâu Quân đội lên nắm quyền Dẹp hết các cái dân sự ra từ đó quý vị thấy không ở trong miền Nam quân trưởng là thiếu tá này đại quý thì là, là 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 cái gì đó tức là các chức vụ đều là do quân đội hết còn đâu nữa là dân sự mà không có dân sự thì làm sao mà xã hội tiến mà họ cứ nói rằng là họ là, là 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 tiến bộ đó họ đi vào cái thời kỳ mà quân việt mà họ cho là tiến bộ lạ thế đó chứ Lạ thế đó. Rồi họ tổ chức ăn mừng từ năm 1965 tới đến năm 1974, năm 75 thì dẹp rồi, tức là 10 lần. Mà thực sự là gì? Là chỉ suy tôn những ông tướng thôi, đó là ông Nguyễn Văn Thiệu là nhiều nhất. Còn gì nữa? Đó là quân Việt đó. Ông Nguyễn Văn Thiệu là khi do sau này đó ông ấy nắm được quyền thêm đó, là ông lập ra đảng Dân Chủ mà. Ông bỏ đảng Đại Việt, ông ra ông lập đảng Dân Chủ mà ông còn quốc ngược lại đảng Đại Việt, te tua Bây giờ quý vị không tin hỏi mấy ông Đại Việt đi Từ ông Đại Việt cách mạng đảng cho ông Đại Việt quốc dân đảng Có phải vậy hay không Có phải vậy hay không mà biết liền Nhưng mà ông Nguyễn Văn Thiệu Ông phá, ông đá lại cái đảng Đại Việt là cũng trúng thôi là Tại vì thí dụ Năm mươi 64 đó Lúc đó ông Nguyễn Khánh ông đã lên ông nắm chức đó thì ông mới giao cho ông Hà Thúc Ký làm bộ trưởng bộ nội vụ đó. Mà sau một mấy ngày khi làm bộ trưởng bộ nội vụ đó thì ông Hà Thúc Ký ông vào khám chí hòa ông thả ông Lê Minh Hương ra đó. Ông Lê Minh Hương sau này là bộ trưởng bộ công an của Việt Nam sau biến sau khi mà đất nước thống nhất. Thì ông Hà Thúc Ký ông mới thả ra đó thì chính ông Nguyễn Tuấn Hoàng thì đâu có biết. Ông Nguyễn Kim, ông Nguyễn Khánh ông rất là giận. Ông nói là tại sao thả một người như vậy mà không biết gì hết ấy, thì thì cái chuyện đó mới đấu đá giữa ông Nguyễn Tôn Hoàng và ông Hà Thúc Ký ông Hà Thúc Ký mới tức ra mới ra lập ra là đại vì cách mạng đảng nó xé ra đó toàn là đấu đá quyền lực quyền lợi lẫn nhau thì chứ đâu có đâu có tốt lành gì đâu tốt gì đâu vì sao ông Hà Thúc Ký vô thả Lê Minh Hương là tại vì ông nhận được tiền của bên phía cách mạng Thế là ông thả liền à Lý tưởng gì Một đống tiền Thì ông mới thả liền thôi Rồi bây giờ đó là vì như vậy đó Cho nên ông Nguyễn Văn Thiệu thì quá rành đó. Ông quá rành cái chuyện là đằng trong của các đảng đó. Cho nên ông Nguyễn Văn Thiệu Ông mới dựa vào các tướng tá quân đội Ông lập ra đảng Dân Chủ Ông đá lại cho đảng Đại Việt te tua Sao tôi không biết được Mấy người nói ông không biết gì hết Tôi ơi tôi, tôi không biết Tôi không biết gì hết đó tôi không biết gì hết ngày quân lực ngày quân lực là tinh thần cung phiệt nghe rõ chưa mấy ông quân lực việt nam cộng hòa ngày quân lực việt nam cộng hòa là ngày cung phiệt ngày đó là cái ngày mà dùng cái chiêu bài tổ quốc danh dự và trách nhiệm là để đấu đá lẫn nhau tranh giành quyền lực phe nhóm để tự ngụy trang cho ban cho mình cái chính nghĩa nhưng mà thực sự đó là ngụy nghĩa bởi vậy phe cách mạng gọi mấy ông là nguy nguy quân nguy quyền là đúng rồi. Chả có cái gì mà oan cả. Bây giờ từ năm 75 tới giờ mấy ông vẫn tổ chức là vì sao là vì chỉ là cái hoài niệm ăn mày quá khứ, có ai mà một cái chỉ là cái một cái cuộc đảo chánh mà, mà gọi là ngay năm này mà nó đã nó đã chết chết từ lâu rồi mà vẫn còn gọi là ôm cái xác cái 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 thay đó xin lỗi quý vị tôi dùng cái danh từ là hiếp dâm trên cái thay ma Việt Nam Cộng Hòa ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa tức là cái ngày hiếp dâm trên cái thay ma quân lực Việt Nam Cộng Hòa được chưa tốt lắm nó không có một cái giá trị gì hết mà đòi truyền cho con cháu thí dụ như ông Phạm Bá Hoa đó đại tá cái người làm mà tránh văn phòng cho ông tướng Trần Thiện Kim ấy, ở Houston ông ra ông, phát biểu đó ông nói là truyền lại cho thế hệ trẻ hy vọng thế hệ trẻ sau đó là hiểu được và tiếp nối cái tinh thần tổ quốc danh dự và trách nhiệm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thưa ông Phạm Bá Hoa cái đó tởm lắm cái tinh thần mà ông là giúp cho ông Trần Thiện Kim là điều động với ông Lucien Conan nó giết chết cha hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu ông biết cái đó và nó không muốn đi nữa thì ông cũng có nhúng tay vô vụ đó và cũng chính ông là một trong những cái tác nhân để đưa ra đến cái chuyện gọi là hội đồng quân dân đó để thao túng với chính trường miền Nam, nó tởm lắm, làm như tôi không biết gì hay là con cháu như tôi là xin lỗi, không có nhận, No. không nhận, Khiếp. thưa quý vị đó là quân lực Việt Nam cộng hòa, tôi đang sống giữa một cái nhóm người như vậy. Và tôi sẵn sàng đứng lên Để chỉ mặt thẳng tên Thì tôi biết rằng là tôi có kẻ nhiều kẻ thù Nhưng tôi không ngại Vì đây là danh dự và trách nhiệm thực sự với Tổ quốc Việt Nam Chứ không phải là giống như cái nhóm đó Đã từng tuyên bố quân lực là vô trách nhiệm và danh dự Nhưng mà thực sự chỉ là đấu đá vì quyền lợi và quyền lực phơi Chưa nói đến kể đọc những cái tác phẩm mấy ông tướng, mấy ông ta ăn chơi dơ giấy như thế nào. Không hối lộ, không tham nhũng, không phải là các ông luôn. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi với tôi ngày 23 tháng 6 năm 2021 về cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngay quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà tôi gọi đây là ngày hiếp dâm lên trên thay ma việt nam cộng hòa xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau